Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay đến với căn phòng của đội Lớp Đánh Channel. Chúng mình cũng xem nhé. Đây là căn giường của bọn mình, khá là gọn gàng. Đây là chiếc túi mini của bọn mình á. Túi có hai vòng và đây lại có một bộ bài nữa này. Còn đây là giấy gói quà để làm nhà cho búp bê các bạn. Và cả bên của mình là lịch á, một màu mới, màu cũ. Và đây là bộ sách, túi sách của mình á. Ok, và đây là đến giờ cho đây chính là giá cốc của mình á. Giá cốc của mình đấy, giá cốc của mình. Và đây là chỗ uống nước của bọn mình. À, đủ 6 cái cốc luôn các bạn ạ. Mình rất chu đáo. Với đây là hộp nhan sắc của mình nhá. Ok. Và bây giờ đến thủ đồ chơi của bọn mình đó. Đây là hộp bê thì để ở dưới hết hộp. Hộp không có gì, chỉ có hai tấm vải này. Ok. Và đây là một bàn cờ. Một bàn cờ cá ngựa. Bọn mình hay chơi vào chủ nhật. Đúng rồi, bọn mình chơi vào chủ nhật. Và đây chính là một tấm vải nhỏ nhỏ dành để làm chăn cho búp bê hoặc làm để làm sàn cho búp bê nữa. Nó đây là quyển sách hình dán. Đây chính là một quyển sách hình dán đó các bạn ạ. Ở trong rất nhiều hình dáng luôn. Và đây là một cái Rubik để lắp ghép đó. Đó. Và một con búp bê. Nhưng mà ở dưới tầng bọn mình vẫn còn nhiều búp bê nữa. Nhưng hôm nay bọn mình chỉ giới thiệu về căn phòng của Lớp Đánh Channel. Và đây là một chú mèo rất dễ thương. Và đây là tivi của bọn mình. Tivi rất to và rất hoành tráng. Còn đây nữa. Đây là túi hút của bọn mình. Đây là cái chỗ màu nữa. Đây là đèn. Đây là cái chỗ để đồ chơi của bọn mình đấy. Đây là đèn lồng. Còn đây là một chiếc còi. Đây chính là cặp sách của bọn mình. Cặp sách của nó kia đóng các bạn ạ. Không rớt sách của bọn mình chết đấy. Còn đây là bàn học của bọn mình. Một cái mặt nè. Đây chính là một cái máy tính. Có cái bàn nào không? Đây chính là cái bàn để bày máy tính đây. Để bàn phim máy tính. Và đây chính là một cái bao lì xì của mình được cô tặng cho trong một hộp kẹo. Còn trên kia là sách vở. Đây là nhiều sách vở của bọn mình. Nó khá là nhiều. Đúng rồi. Đây các bạn ạ. Đây là những cái quay tính. Và đây là giấy khen của bọn mình này. Đấy là giấy khen của mình. Để mình nhờ người lấy. Đây là chứng nhận. Đây là chứng nhận của bạn Hương Mai. Của bạn Hương Mai cũng là một thành viên của đội. Và
Còn đây là giấy khen của bạn. Cũng là bạn không ai. Còn đây là giấy khen của họ. Là giấy khen của của mình. Đây là vở của bạn Hương Mai được tặng này. Rất là đẹp luôn. Rất là đẹp. Đây là một chiếc quạt to đó các bạn ạ. Chiếc quạt khá to. Và kia chính là cái điều hòa nhà mình đó. Điều hòa ở bên cạnh nó cần được quạt. Và đây là ngoài lan của bọn mình. Rất là nhiều hoa. Rất là nhiều cây và hoa. Hoa giấy của bố mình đó. Đây là bộ đồ chơi. Đây là những cái tranh 5 triệu. Có rất là nhiều đấy. Hình... Con này cái là gì? Hình robot. Đây là tất cả các bức ảnh của bọn mình đó. Ảnh đây là ảnh của Mai nè, ảnh của mẹ mình nè. Đây là ảnh của mình hơn và ảnh của mình nè. Đây là chính một chiếc tủ nhỏ của bọn mình nhá. Để bọn mình đựng quần áo. Thôi, các bạn hãy cho bọn mình một like và một subscribe và đăng ký cho mình nhé. Tạm biệt.